MC Thu Hà xin mến chào quý vị khán thính giả đến với kênh Audio Chuyện Hay. Hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng Thu Hà lắng nghe một câu chuyện đời thường nhưng rất thú vị và hấp dẫn. Chuyện kể về một chàng trai trẻ tên Đức, tuổi trẻ với bao hoài bão, nhưng cuộc đời số đẩy phải đi phụ hồ. Rồi một thời gian, cứ ngỡ gặp được tình yêu của đời mình thì cô gái ấy đã có chồng. Họ lún sâu vào mê đắm sắc dục, nảy sinh tình cảm không nên có. Liệu có uẩn khúc gì phía sau tình yêu của họ và họ có đến được với nhau hay không? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của câu chuyện ngay sau đấy nhé! Và sau khi thưởng thức xong câu chuyện, quý vị và các bạn đừng quên like, chia sẻ, bình luận bên dưới và đăng ký kênh nhé! Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ! Đức đang ngồi bên bờ sông, ánh mắt tràn đầy chán nản vì cuộc đời của chính bản thân mình. Học tập thì không đến đâu, chỉ tạm tạm may mắn là mấy năm nay đều được trung bình lên lớp. Anh trước giờ không có hứng thú với học tập, nhưng mẹ lúc nào cũng khuyên anh phải cố gắng với việc này. Vừa mấy năm trước, bố anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Cuộc sống trong nhà đã không được đầy đủ, lại mất đi một người đi làm chủ chốt. Mẹ của Đức lúc đó khóc lên khóc xuống, không chịu nổi. Nhà mất đi một người kiếm tiền, mẹ anh lại càng thêm vất vả. Trong nhà lại còn thằng em tuổi ăn tuổi học. Ngày nào mẹ cũng phải đi làm tới khuya mới về. Mấy đồng ít ỏi của bà phải tích góp lắm mới có thể nuôi được cả hai anh em học đến bây giờ. Được những lúc rảnh cũng sẽ đi nhổ cỏ, còn không thì người ta thuê cái gì làm cái đó để kiếm tiền phụ thêm. Cũng may là thằng Nhân, em trai của anh học rất tốt Năm nào cũng có giấy khen để treo trên vách nhà Nó cũng là một niềm tự hào nhỏ trong nhà anh Học giỏi một chút thì mới hy vọng có tương lai Nhưng bây giờ anh không đỗ nổi đại học Cũng thừa biết thực lực của bản thân Không biết phải làm thế nào hết Anh Đức, anh làm gì mà ngồi thẫn thở ở ngoài này thế? Sao mà buồn hiu vậy chèn? có chuyện gì nói em nghe nè một cô gái tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh vui vẻ nhìn anh gương mặt cô thanh thoát mang theo vẻ trong trèo của một cô gái miền quê đích thực cô là hoa cũng được xem như là thanh mai trúc mã với anh cùng anh lớn lên cho tới tận bây giờ nhỏ hơn anh một tuổi ủa sao em ra đây rước này không ở nhà nấu cơm cho cha mẹ đi đồng về hả cô nương đức cười cười nhìn cô nhích sang một chút để cô thoải mái ngồi xuống bên cạnh mình. Có lẽ anh đã thích cô gái dễ thương này từ lâu, anh rất thích nhìn thấy cô cười, cũng rất muốn làm cô vui. Em nấu rồi, cần anh nhắc nữa hả? Người ta rảnh rồi mới chạy ra đây nè. Mà anh bị gì vậy? Kệ em nghe coi, nhìn mặt anh buồn buồn quải, thấy thương quá. À? Thì bây giờ anh không có đậu đại học, mà dù thi cái nữa cũng rớt nữa à? Giờ anh không biết làm cái gì có tiền để phụ mẹ hết á. Còn thằng nhân đang đi học lớp 10, tiền học thì ngày càng cao, mình mẹ anh đi làm cực khổ dữ lắm mới nuôi nổi hai thằng con. Mà giờ anh vậy cũng phải đi kiếm cái nghề làm kiếm tiền phụ mẹ chứ sao giờ. Hoa nghe anh nói thì bĩu môi, thở dài. Nhà cô cũng không phải loại giàu sang có gì, cũng may là có anh hai đi làm công nhân trên thành phố tháng cũng được 7 triệu, phụ cho gia đình chút ít. Ở nhà cha mẹ cũng còn khỏe mạnh nên cuộc sống cũng đỡ vất vả. Cô với anh cùng nhau lớn lên, trước giờ có cái gì đều tâm sự với nhau. Hoa cũng hiểu được suy nghĩ của Đức, chỉ là cô không biết giúp anh thế nào mới phải. Giờ thì nhà anh khó khăn, em nhớ hồi trước anh nói có người chú bác gì đó làm trên thành phố mà, phải không? Hay là anh nhờ chú bác anh giúp anh đi Mấy ngày đó người ta ở trên thành phố lâu rồi Chắc là tìm được việc làm cho anh á Anh sợ mẹ không có chịu thôi Anh lúc trước có hỏi mẹ rồi Mẹ sợ trên đó làm việc cực nhọc Rồi còn sợ người này người kia Đủ thứ chuyện hết á Anh lấy cục đá bất lực ném xuống dưới dòng sông Để làn gió mát mẻ An ủi lấy tâm trí đang rối loạn của mình Hòa cũng không biết phải làm sao cô là con gái cưng trong nhà cha mẹ chỉ giao cho cô nhiệm vụ nấu cơ mỗi ngày mấy ngày mà không có thời gian về thì kêu cô mang ra ngoài đồng cho hai ông bà ăn luôn ngoài đó kể cả anh hai cũng rất thương yêu cô lâu lâu về nhà sẽ mua vài bộ đồ trên đó cho cô mặc chơi với người ta thôi em về nhà đi ở ngoài này mắc công nắng em nữa để anh về nhà tính lại với mẹ coi thế nào Chứ giờ anh chán quá Ừ Vậy em về trước đó nha Anh đừng có lo nghĩ nữa Nặng đầu chưa được cái gì đâu Cái gì cũng giải quyết được mà Em lúc nào cũng ủng hộ anh hết á Rồi rồi Anh biết rồi Về lẹ đi cô ơi Cha mẹ không về Không thấy cô về á Lại ngóng nữa đấy Anh cũng về đây Hoa cười cười Cầm cái nón lá lên Cẩn thận che nắng cho bản thân Hí hửng chạy về nhà Đức ở đấy ngắm nhìn dáng vẻ người con gái anh thương chạy trên đường. thầm mơ ước sẽ có ngày đủ tiền có hỏi cưới cô về làm vợ. Chính những suy nghĩ này lại thôi thúc anh phải nhanh chóng kiếm tiền để cưới cô. Không lại có tên nhà giàu là khác dành mất nữa. Nhà của Đức nằm ở cuối xóm là một căn nhà nhỏ đã cũ kỹ. Mấy tấm thiếc để làm mái nhà cũng đã có nhiều chỗ bị rột. Mỗi lần nhà có mưa thì lại ướt khắp nơi Đồ dùng trong nhà phần được người ta tử thiện cho Kể cả cái bàn học của em trai cũng được nhà trường tặng để tiện cho việc học tập Ấy vậy mà anh đã sống trong ngôi nhà này 18 năm qua Đây chính là nhà, là nơi ấm áp nhất trong lòng anh Đức đi vào trong nhà không thấy em trai ngồi trên bàn Thì đoán là nó đã ở thư viện của trường xem sách anh đi sâu vào trong nhà sau, khi thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đang vất vả mần mấy con cá trên thớt từ nhỏ đến lớn anh được đôi bàn tay đó nuôi lớn được những bữa ăn của mẹ làm cho trưởng thành theo năm tháng dù có thế nào anh cũng sẽ không quên được những việc mẹ đã làm cho mình mẹ hôm nay nhà ăn cá lóc hả mẹ ừ mới đi đâu về đấy con đức ngồi xuống gần bên mẹ muốn giúp bà làm cho xong nhưng bà lại không đồng ý, nhất mực giữ mấy con cá trong tay. Con đi ra ngoài hóng mát chút thôi, để con phụ mẹ đi. Xong rồi con còn có việc phải nói với mẹ nữa, đó mẹ ạ. Bà khó hiểu nhìn sang anh, thấy con trai lớn của mình nghiêm túc thì mới chấp nhận để anh phụ giúp mình. Sau khi hoàn thành, hai mẹ con vào trong nhà ngồi, bà rót cốc nước để trên bàn, uống một chút lấy sức. Rồi sao? Con có chuyện gì muốn nói với mẹ? nói đi mẹ nghe nè mẹ ơi bây giờ con không có đậu đại học chuyện này mẹ cũng biết rồi cho dù con có thi thêm lần nữa cũng không đậu nổi đâu mẹ ạ hay là mẹ nói với bác hai một tiếng cho con lên đó làm đi mẹ bây giờ mình mới vô làm á thì chắc lương không được bao nhiêu nhưng mà sau này chắc chắn lương sẽ tăng mà lúc trước bác hai cũng nói như vậy đấy mẹ thở dài một hơi Đặt ní nước xuống Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc của anh Nhưng mà Lên đó mẹ sợ con cực khổ thôi Đi phụ hồ cũng có sung sướng gì đâu Lính mới đi khiêng gạch cho người ta đấy Chưa kể mẹ còn sợ Mấy thằng lính cũ Ăn hiếp con nữa kìa Ai đi làm lúc đầu mà chẳng vậy đâu mẹ Mới vô Phải chịu cực hơn người ta một chút Là chuyện bình thường mà Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ Mẹ nói một tiếng với bác hai đi Bác sẽ nghe lời mẹ nói đó Đi mẹ Ừ Để tối rảnh chút chút Mẹ gọi điện cho ổng coi sao Hồi trước á Con điện ổng mà ổng cũng lo cho con Nên đâu có chịu Lúc đó bà con cũng mới mất Cái con không chịu đi học đi học đỏ đi lên đó Hời. Tối lựa lời nói coi sao đã Được thì thu dọn quần áo sớm Lên trên đó làm với người ta luôn Đức vô cùng mừng sỡ, vì cuối cùng mẹ cũng đồng ý với quyết định của mình. Anh vui vẻ đi lại không ngừng, xoa bóp cho mẹ để nịnh hót. Mẹ là số một luôn á, con lên đó sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, về phụ mẹ, giúp mẹ nuôi thằng Nhân đi học cho mẹ nha. Mẹ nhớ phải nói tốt về con với bác hai đó nha mẹ. Cái thằng này, giỏi nhất là nịnh mẹ thôi đó. Rồi rồi, mẹ biết rồi, làm gì thì làm, có sức khỏe mới có thể kiếm ra tiền nghe không dạ dạ con biết rồi mẹ nghe lời mẹ hết luôn á bà chỉ nhìn cười đứa con trai của mình mặc dù là đồng ý với anh nhưng sâu trong tâm của một người mẹ vẫn rất lo lắng cho con trai của mình tối hôm đó bà cầm các điện thoại cục gạch gọi cho anh hai của chồng ở trong nhà đức cũng không có dùng điện thoại gia đình khó khăn lắm mới tích góp đủ tiền mua cho nhân các điện thoại thông minh cũng là cái loại rẻ nhất trong tiệm. Anh ở trong nhà cứ đi tới đi lui, núp sau cái cửa nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của mẹ và bác hai. Alo, thím út nói tôi nghe nè, ở nhà lại có chuyện gì hả? Một giọng đàn ông tràn đầy mạnh mẽ và uy lực vang lên trong điện thoại. Bác hai của anh là người rất trưởng thành, ông giờ đã có hai con trai cũng đã lớn. Vợ ông cũng là người phụ nữ rất dịu dàng, vợ chồng sống chung sống rất hạnh phúc. Dạ, anh hai, thằng Đức nhà em nó lên chỗ anh phụ việc làm, hy vọng có thể tìm được chỗ làm tốt, lo cho thằng em nó đi học đàng hoàng. Anh hai giúp em lần này được không? Nó vẫn muốn lên trên này à? Anh nhớ lần trước cũng có nói rõ rồi mà. Vất vả lắm đấy nhà em nhé. Vâng, cái này em cũng có khuyên nó rồi nhưng mà lần này nó trượt đại học cũng rất là kiên quyết anh cứ để nó thử đi cho biết với người ta đi anh ơi không được thì cho nó về lại dưới quê từ từ rồi em tính tiếp bác hai im lặng một hơi có lẽ ông đang suy nghĩ về ý kiến của bà cuối cùng cũng chịu lên tiếng đồng ý ừ nếu thím tính vậy thì thôi cũng được địa chỉ nhà tôi á chắc thím biết mà tôi ở trên này chờ nó nhé bao giờ nó tới nơi thì gọi cho tôi à mà khoan nó có điện thoại chưa đấy mẹ anh mới nhớ tới việc này thì ấp úng ngượng ngùng à, dạ dạ vẫn chưa vẫn chưa mua nổi anh ơi ờ vậy nào chuẩn bị lên thì thím gọi báo cho anh một tiếng anh biết đường mà đón nó nhá dạ vâng em cảm ơn anh nhiều nhé không có gì đâu toàn về nhà thôi giúp được cho nó tôi cũng mừng thôi trời tối rồi thím với hai đứa ngủ sớm nghỉ ngơi đi à, vâng anh chị cũng nghỉ ngơi luôn đi ạ à. mẹ anh vui mừng tắt máy liền lớn tiếng gọi anh lên nói chuyện đức đứng đằng sau cánh gà giả vờ chậm rãi tiến lên bên cạnh mẹ dạ sao vậy mẹ bác con chấp nhận rồi đấy nhá tối nay soạn sẵn quần áo rồi bắt xe lên chển đi đường xa mệt dữ lắm để mai mẹ ra chợ mua cái gì ngon ngon cho con mang theo Đi làm đó phải lịch sự Tôn trọng đàn anh chút nha con Cái gì nói thì cứ nói Nói với bác ấy Để bác giúp cho con nha Bây giờ trời tối rồi Đi soạn đồ rồi đi nhanh ngủ lên con Mai mẹ con ra bến xe Dạ Con cảm ơn mẹ nha Bây giờ con đi soạn đồ liền Sáng mai mẹ coi có xe không nha mẹ Rồi rồi mẹ biết rồi Thiệt tình Đi làm mà vui dữ vậy đó hả Bà nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của con Thì cũng vui vẻ cười theo anh Đức chạy ào vào trong buồng sửa soạn đồ đạc Quần áo của anh cũng không nhiều lắm Đồ có mấy bộ đã cũ Nhưng đối với anh Đó gần như đã là tất cả tài sản Cậu em trai thì anh hai mình loay hoay với đống quần áo Thì cũng buông bút trong tay Tiến đến hỏi anh Ủa Anh hai giờ này đi soạn đồ chi vậy Bộ anh đi đâu xa à Ừ, nếu mà mai có xe Thì anh nên thành phố làm việc ở chỗ bác hai luôn Chắc là đi thời gian dài à nhen Đợi chừng nào anh hai làm việc ổn định Có tiền cho em đi học Rồi lâu lâu về thăm em với mẹ nha Anh hai lên đó làm hả? Mẹ với bác hai cũng đồng ý luôn rồi sao? Tự nhiên cái gấp dữ vậy Không chịu nói trước với em tiếng nào hết trơn á Đi làm thôi á mà Em nói chuyện học tập cho tốt đi Ở nhà phụ mẹ Chắc một hai năm rồi anh về rồi anh bỏ chị Hoa ở lại à? Lỡ người ta có chồng rồi anh tính làm sao? Đi vài năm vậy không khéo mất luôn á Nhân nói trúng tim đen của anh Đức thoáng dừng lại hành động của mình Phải rồi Hoa chính là người mà anh nhớ nhung nhất trong lúc đi làm Thì chịu thôi Chứ bây giờ đây cũng có cưới được đâu mà lo Hên hên thể tới lúc anh về chưa có chồng Xui thì người ta lên xe Hoa lấy chồng Anh có giàu đâu mà đòi giữ người ta Chịu rồi em à Giọng anh man mác buồn Anh biết ra cảnh của nhà mình Không phải muốn cưới ai thì cưới Mà muốn cưới con gái người ta Thì phải lo được cho con gái người ta Nhưng bây giờ Anh cái gì cũng không có Làm sao dám mơ tới chuyện đó Anh nói vậy sao được anh hai Anh phải gắng theo đuổi chị Hoa chứ Chị ấy xinh xắn dễ thương Lờ mơ mà bị người ta hốt ạ Là mất tiêu à nhen thôi 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 em học xong rồi thì đi ngủ đi ở đây toàn nói ba cái chuyện không đâu người ta sinh thì kệ người ta liên quan gì đến anh đâu từ từ rồi tính anh phải chăm chỉ đi làm mới được ờ thôi em chỉ nói vậy thôi á nhỉ về mất đi rồi tiếc á nhỉ thôi em đi ngủ đây anh hai đi làm thì nhớ giữ gìn sức khỏe anh cũng soạn nhanh rồi đi ngủ đi biết rồi đi lẹ đi ông nhỏ ơi nhân cười cười bĩu môi khoanh tay vào trong mùng đắp chăn đi ngủ đức sau đó cũng cắt cái cặp của mình qua một bên rồi nhanh chóng đi ngủ sáng hôm sau bà đội cái nón lá quen thuộc bước ra ngoài chợ hỏi thăm mấy chiếc xe thường đi ra thành phố trong khu này họ nói trưa nay mới có chuyến xuất phát má liền lấy chút tiền của mình mua cho anh một vé lên thành phố vào trưa nay mẹ mới ra chợ về rồi nè Trưa nay tầm 1 giờ chiều Có chuyến lên thành phố Mẹ mua vé luôn cho con rồi đó Đồ đạc gì soạn xong hết chưa Ngay chưa luôn hả mẹ Giờ này đã 8 giờ rồi Con soạn đồ xong hết rồi Con ra ngoài có chút chuyện nha mẹ Chút xíu nữa con về liền nha Anh hớt hải chạy ào ra bên ngoài Bà khó hiểu nhìn theo hướng con trai Cái thằng này Mần gì mà gấp vậy giữ trời Cái thằng này mẩn dĩ mà gấp dữ vậy trời Đức chạy đến nhà của Hoa Lúc gần đến còn dừng lại Chỉnh tóc tai quần áo một chút Mới dám đi vào trong nhà kiếm cô Anh biết rất rõ Giờ này ba mẹ cô đã đi đồng rồi Chắc chắn không có ai ở nhà Ngoài cô hết Hoa có ở nhà không Em ơi Hả sao nay tự nhiên Qua cái kiếm em chi dạ Có gì không hả Em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không Anh có vài chuyện rất quan trọng muốn nói với em á Anh ngại ngùng gãi gãi đầu đề nghị với cô Hoa cũng chỉ gật đầu đi theo anh ra bên ngoài nói chuyện Tiếng gió xào xạc xung quanh hai người Những làn gió mát mẻ ấy thổi làn tóc của cả hai tung bay nhẹ nhẹ trong gió Sao vậy? Có cái gì thì nói em nghe đi Trưa nay anh lên thành phố làm việc với bác hai anh đi rồi Em em có nhớ anh không Anh ấp úng lên tiếng Không dám nhìn vào ánh mắt cô Chỉ quay mặt sang chỗ khác Chưa gì mà anh đã đi rồi sao Tất nhiên là sẽ nhớ anh rồi Sẽ rất nhớ anh luôn đấy Thật không Thật Thời gian anh đi có lẽ hơi dài luôn đấy Anh cố gắng làm việc cho tốt Rồi về thăm em nha Ở nhà chắc là mẹ với Nhân Sẽ nhớ anh em cũng vậy nữa anh nhất định sẽ chăm chỉ sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi thằng nhân đi học cho đàng hoàng và anh cũng muốn có tiền để cưới em nữa hai người chìm vào không gian yên lặng cả hai đều quay đầu hướng mắt về phía nhau anh đang chờ câu trả lời từ hoa anh sẽ cưới em à nhưng mà tới lúc đó anh nhắm là làm đủ tiền không vậy tất nhiên là sẽ đủ rồi anh chỉ sợ tối lúc đó em đã bỏ anh đi lấy chồng anh phải đi dự đám cưới của em lúc đó anh không biết phải làm thế nào nữa không có đâu em đợi anh mà đức thật sự vô cùng bất ngờ vì câu này của cô anh không ngờ cô lại đồng ý chờ đợi một người như anh em thật sự sẽ đợi được anh sao anh chỉ sợ sợ trong lúc anh đi anh sẽ đánh mất em không đâu Trước giờ em không có nói dối anh mà Em cũng không phải người thích nói dối đâu Vậy em hứa với anh đi Anh đi vài năm nữa về Nhất định sẽ cưới em Em cũng phải ở nhà chờ anh Không cho em bỏ đi lấy chồng đâu đấy nhá Được rồi Em hứa Anh cũng hứa đi Anh hứa Đôi trẻ nghéo tay nhau Thực hiện lời hứa với đối phương Đều nở nụ cười vô cùng hạnh phúc Đức không còn ngại ngùng hay rụt rè nữa trực tiếp ôm lấy cô vào lòng Hoa cũng ôm chặt lấy anh Trưa nay anh đi Em ra tiện anh Anh chịu không Tất nhiên là phải như vậy rồi Không biết một hay hai năm Thậm chí là ba năm nữa Ở trên đó sẽ rất nhớ em Nhớ nhiều lắm Coi chừng gặp cô nào Quên luôn em không chừng á nha Em nghe nói con trai ngọt ngào Dẻo miệng ấy Toàn là mấy loại phụ tình bạc nghĩa thôi Cái đó là người khác Chứ đâu phải anh anh là trung thủy một lòng với em thôi à hai người nắm tay nhau đi dạo trên con đường người thưa thớt đôi trẻ thân mật đi bên cạnh nhau anh cùng cô đi hết con đường làng xóm quen thuộc mãi đến khi cô nhắc nhở anh nên trở về nhà anh nên về nhà với mẹ rồi đó trời cũng trưa rồi còn chuẩn bị cho đầy đủ đàng hoàng lát nữa lên đường nữa chứ xa lắm chứ có phải gần đâu đi đường mệt lắm đó về trước đi tí nữa em qua tiễn anh Chắc giờ anh cũng phải về rồi Nhớ chút nữa phải qua tiện anh đó nhá Em mà không tới ấy, là anh giận luôn đấy Rồi biết rồi mà Lớn già đầu rồi mà còn bày đặt giận giận này nọ Mắc mệt quá Lo mà về nhà chuẩn bị xong xuôi hết đi Anh cười cười gật đầu Buông tay cô ra Nhưng mới đi được mấy bước Vẫn quay đầu lại nhìn Nhìn được một chút mới cất bước chạy về nhà Hoa cảm thấy hình như mình đã tìm được đúng người Mới đi đâu về mà anh hai mặt tươi cười như hoa mới nở vậy Nhân ngồi trước cửa nhà học bài Nhìn thấy anh giảo bước về nhà thì hỏi Đi đâu để kệ người ta Học bài thì lo học bài đi Hỏi nhiều quá Anh đi coi lại đồ đạc cái đã Mà mẹ ở trong nhà không hả à? Mẹ ở trong nhà đấy Đang nấu cơm cho hai anh em mình Này mẹ chơi sang Toàn là mấy món ngon không à Mà đều là đồ thích ăn nữa nhá Thế à Để anh vào bếp coi thử đã Đức vẫn cười tươi bước vào trong nhà, cái mùi thức ăn thơm lừng bay thẳng vào mũi anh, đã lâu rồi anh mới thấy mẹ làm nhiều thức ăn như vậy, chắc chắn là bà muốn đặc biệt chuẩn bị cho anh rồi. Mới về đó hả? À? Mẹ nấu gần xong hết rồi nè. Hôm nay nấu nhiều món ngon lắm. Con là phải ăn nhiều cho vô. Giờ coi lại đồ đạc gì đi, đợi mẹ thêm chút xíu nữa là xong ngay thôi. Mẹ chuẩn bị riêng cho con hay sao, mà nhiều món con thích ăn thế? Chứ còn gì nữa cái thằng này Sau này đi làm rồi Ai biết con mấy năm mới chịu về Nhân lúc có dịp mẹ lo cho con Thì con ăn nhiều chút nhá Anh xúc động ôm lấy mẹ mình Thằng này Giờ này rồi mà con làm cái gì vậy Đóng phim tình cảm với mẹ đấy à Con sẽ chăm chỉ Giúp đỡ gia đình mình Không để mẹ phải cực khổ nữa đâu mẹ Sau khi ba mất Mẹ đã quá vất vả vì hai đứa tụi con rồi Trời ạ à mẹ có bao giờ tính toán mấy chuyện đó với con không con khỏe mạnh vui vẻ là mẹ mừng lắm rồi con à hiểu được cho mẹ thì mẹ vui lắm lên trên đó cứ thoải mái mà làm hiểu không đừng gò bó bản thân quá mẹ sợ con vất vả bà xoay người xoa đầu cậu con trai cả anh cũng gật đầu nhìn vào đôi bàn tay sự âu yếm của mẹ dạ con biết rồi để con phụ mẹ dọn thức ăn nha bà cũng thoải mái để anh giúp bạn đồ ăn không lâu sau nhân liền cất quyển sách lên bàn học vui vẻ ngồi vào bàn ăn bữa ăn hôm nay là để tri ân anh hai chuẩn bị đi làm anh hai là nhân vật chính nhất định phải ăn nhiều một chút nha cảm ơn em trai ngoan của anh ở nhà phải thay anh chăm sóc mẹ đó anh sẽ sớm về thăm hai người thôi em và mẹ cũng phải ăn nhiều vào mẹ cất công vào bữa này rất nhiều đấy mẹ cũng phải ăn nữa đức gấp thức ăn vào bát cho mẹ. tuy gia đình họ không giàu có cũng không còn đầy đủ nhưng vẫn có thể giữ được niềm hạnh phúc gia đình mãi trường tồn trong lòng mỗi người. anh tin rằng ba trên trời nhìn thấy cảnh này cũng sẽ vui mừng. bữa cơm của nhà họ kết thúc cũng gần đến giờ anh phải lên chuyến xe của mình. mẹ và em trai theo anh tiễn đến bên bến đợi. anh ở đó vẫn đang trông bóng một bóng sáng quen thuộc như đã hứa. Đức còn sợ là cô quên mất những lời nói với anh lúc nãy. Không lâu sau đó, một hình bóng quen thuộc che chiếc nón lá chậm rãi đi về phía ba mẹ con đang ngồi chờ xe. Anh mừng rỡ chạy đến phía của Hoa. Anh còn sợ là em quên luôn rồi đó, thiệt tình à. Em gắng tranh thủ lắm luôn ấy, sợ anh đi mất luôn rồi, chắc là xe cũng sắp ra tới rồi, chờ thêm chút nữa. Đức dẫn cô đến ngồi cùng với mẹ và em trai của mình bà cũng rất có thiện cảm với cô lúc nhỏ anh và cô thường xuyên đi chơi cùng nhau bà cũng đã quen rồi nhưng càng lớn hai đứa lại càng thân hai bên gia đình không lẽ lại không nhận ra chỉ là người lớn không muốn xen vào mà thôi một lúc lâu sau xe đã dừng trước bến mà họ đang đợi em trai giúp anh mang đồ đạc đặt lên trên đó mẹ anh cầm lấy tay anh vỗ về dặn dò mọi chuyện cho thật kỹ ôm anh một cái rồi mới để anh lên xe Lên đường bình an Làm việc thuận lợi nhé con Anh hai giữ gìn sức khỏe Em ở nhà chờ anh về ạ Anh qua khung cửa sổ Nhìn những người thân yêu của mình Chiếc xe dần lanh bánh Rời khỏi quê hương của anh Đức tựa đầu vào lưng ghế thở dài một tiếng Đoạn đường phía trước còn rất dài Để anh đi Mấy tiếng đồng hồ liền ngồi trên xe khách Cuối cùng anh cũng đặt chân đến địa điểm mà anh mong muốn anh nhìn thấy bác hai ngồi ở một hàng ghế gần nhà xe Anh mệt mỏi bước xuống đi đến trước mặt ông Ông nhìn gương mặt mệt mỏi của anh Thầm đoán là anh đang rất đói bụng Vì thời gian ngồi xe đến đây Hôm nay cháu mệt rồi Để chú chở cháu về nhà Bác gái có nấu cơm chờ sẵn rồi đấy Về ăn cùng bác hai luôn Ông đưa cái nón bảo hiểm cho anh Đức cũng ngồi lên yên xe đội mũ vào Dạ vâng Con cảm ơn bác hai Ông chở anh về nhà của mình Lúc còn nhỏ Đức Đường từng được ba cho ghé thăm nhà bác hai Nhưng hiện giờ căn nhà Đã to hơn lúc đó rất là nhiều Bác hai của anh đúng là giàu hơn Trong suy nghĩ của anh Tới rồi đó Thời gian đầu con cứ ở nhà bác hai đi nhá Bao giờ đi làm có lương ổn định Rồi hãng sang chỗ khác ở Dạ vâng ạ Thời gian thấm thoát trôi nhanh đã 2 năm kể từ ngày ăn bước chân lên thành phố này Đức làm việc rất chăm chỉ Con người lại thật thà chất phác Nên được nhiều người quý mến Cả ông chủ cũng thích tính cách của anh Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ Mà bây giờ anh đã có thể bước lên vị trí quản lý rồi Lương tháng bây giờ là 7 triệu Tiền lương của anh đa phần đều gửi về cho gia đình phụ giúp mẹ Em trai bây giờ cũng đã đậu đại học nhân vừa học vừa làm để đỡ phần nào gánh nặng cho mẹ ở nhà đức đi làm nhưng hôm nào cũng trông ngóng về nơi quê hương anh rất nôn nóng đến cái ngày anh gặp được lại người thương hôm nay anh không có tới công trường ngày mai đức mới tới đó hiện giờ anh đang tưới mấy cây cảnh nho nhỏ của mình trồng trước sân nhà trọ đúng lúc đó chị hồng thuê phòng đối diện anh cũng vừa đi chợ về gặp anh đang đứng tưới cây thì vui vẻ nói chuyện chú đang tưới cây đó à Vâng chị Chị cũng mới vừa đi chợ về sao Ừ Mà tôi công nhận chú chăm mấy cái cây này tốt ghê Tôi đi ra đi vô Lần nào cũng thấy nở hoa tươi tốt luôn ấy Dạ Hồi trước em cũng ở dưới quê Cũng hay chăm sóc cây cảnh Nên quen tay thôi chị ơi Anh nhà thấy cũng được lắm mà chị Thôi thôi Ổng suốt ngày cắm đầu cắm cổ đi kiếm cơm Tới giờ hai anh chị còn chưa có con thời gian đâu mà kêu ổng đi làm mấy việc này chú ơi chị cứ hay chê ảnh cũng lo cho chị thôi mà sợ chị cực khổ nên mới chăm chỉ kiếm tiền về cho chị dùng ấy chứ ừ cũng mong là như vậy tôi đi nấu cơm đây chú tưới cây đi nhá đức chỉ cười cười đôi vợ chồng đối diện phòng này cũng có chút bất đồng đôi khi đức lại nghe được tiếng hai người cãi nhau vọng qua cửa phòng của anh đa phần đều là chị chê trách anh, không chịu nhiều dành nhiều thời gian cho chị. Bây giờ chị Hồng đã ngoài 30, nhưng mà cũng chưa lấy có một đứa con, nên chị thích mấy đứa con nít trong khu lắm. Tưới xong mấy cái cây, anh bước vào trong nhà tự mình nấu cơm. Con trai không quá quan tâm tới mấy chuyện cơm nước. Đức thường ngày chỉ nấu mấy món đơn giản, ít tiền nhưng đủ no để làm việc. Tất nhiên hôm nay cũng như vậy. Đức đang chiên mấy miếng thịt mỏng trên chảo dầu Thì chị Hồng ở ngoài cửa Lại gõ cửa um sùm Dạ chị kiếm em có gì không chị Trời ơi Nãy định cho chú mấy trái táo Để tủ lạnh ăn chơi Mà nói chuyện cái quên đi vô nhà luôn Hồi nhìn vô trong giỏ mới nhớ lại Nè tôi tặng chú mấy quả Để chú ăn chơi đi nhá Dạ vâng em cảm ơn chị nha Không có gì đâu Toàn là người quen hàng xóm không à Không có gì đâu Ủa mà chú có mùi gì khét khét vậy kìa Hai người đang nói chuyện Thì chị Hồng ngửi được một mùi khét Có lẽ là từ thức ăn trong nhà Ôi thôi chết Cái chảo thịt của em Anh nhớ lại Thì hốt hoảng chạy ào vào trong bếp Chị Hồng cũng cởi dép đi vào trong với anh Đức ít khi xử lý mấy việc này Đứng trước cái bếp mà tay chân cứ luống cuống không biết làm gì Chị Hồng thấy vậy Thì lao vào giúp anh xử lý cho xong anh cũng công nhận là chị đúng là người phụ nữ của gia đình. Chú cũng thiệt tình luôn đấy, nấu ăn mà chạy ra ngoài không thắt bếp, cũng may là phát hiện kịp, còn không cháy lớn ý, thì ai chịu trách nhiệm cho nổi. Vâng vâng, cũng may là có chị giúp em một tay, không hiểu sao nãy quên tắt nửa nữa. Để chị giúp em dọn luôn cho xong, sau này nhớ nấu nướng thì cẩn thận một chút, còn như vậy nữa là không chắc lần sau sẽ may mắn nữa đâu à nhanh. Dạ ạ em biết rồi lần này là lần cuối đức nhìn dáng vẻ chị giúp mình chùi rửa cái chảo bỏ đi mấy miếng thịt đã cháy đen kia không hiểu sao anh lại mỉm cười trong lòng dâng lên những suy nghĩ kỳ lạ mà chính anh cũng không hiểu được chị hồng sau khi giúp anh dọn dẹp thì cũng vui vẻ chuẩn bị ra về chị cảm thấy mình rất thích chú em này vừa chiêm chỉ siêng năng bên ngoài cũng rất khỏe khoắn nhưng chị đã là người có chồng không dám để lộ quá nhiều. Sau khi chị Hồng về rồi, anh cũng không dám nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ tiếp tục nấu cho xong phần của mình mà thôi. Sau khi chị Hồng về rồi, anh cũng không dám nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ tiếp tục nấu cho xong phần của mình mà thôi. Sáng hôm sau, anh đến công trường để xem công việc đến đâu rồi. Mấy tay thợ mới này làm việc cũng rất tốt anh chỉ cần kiểm tra lại chất lượng rồi báo với ông chủ mà thôi nhưng trong lúc đi tham quan xung quanh không ngờ mấy viên gạch được đặt trên cao lại rơi xuống đức vì muốn cứu người nên lao vào đẩy anh thợ xây kia sang một bên tay phải của mình bị thương chảy máu không ít để tụi em đưa anh đi bệnh viện mới được ngay ừ mọi người xung quanh hốt hoảng nhìn anh đặc biệt là nam thanh niên vừa được anh cứu giúp cũng bất ngờ vì tình huống vừa rồi Họ đưa anh đi bệnh viện Bác sĩ giúp anh băng bó lại vết thương Rồi dặn dò mấy thứ Đức chăm chú nhìn vào vết thương của mình Lúc nãy bác sĩ nói với anh Không được vận động mạnh Càng không thể được đụng nước Khoảng 1-2 tuần gì đó Thì sẽ lành lại thôi Anh thở dài quay về phòng trọ Vừa đến nơi thì gặp chị Hồng Đang ngồi trước cửa nhật rau Ủa chú bị cái gì thế Mới sáng thấy chú còn lành lặn khỏe mạnh cơ mà ở công trường có mấy cục gạch nó rơi xuống em cứu người ta nên mới bị vậy thôi á chị cũng không sao bác sĩ nói hai tuần thì sẽ lành lại thôi nhưng chắc thời gian này cuộc sống thường ngày có hơi khó thôi à anh gượng cười đáp lại chị ôi trời ơi sao mà xui xẻo dữ vậy không biết nữa đã vậy còn dính ngay tay phải nữa chứ rồi ăn uống cơm nước làm sao hay là em cứ qua nhà chị ở tạm đi chị nấu ăn luôn cho Chú với chồng chị cũng được xem là thân thiết Chiều ổng về á Chị nói với ổng một tiếng là được thôi ấy mà Nhưng mà như vậy Em sợ làm phiền cuộc sống của anh chị quá Chắc là không sao đâu ạ à. Em ở phòng em được rồi chị ơi Thôi Cứ qua ở với vợ chồng chị đi Chú đừng có ngại gì hết á Chồng chị mà biết chuyện này Cũng sẽ kêu chú sang đây ở vài hôm thôi à Có gì đâu mà ngại nữa Tự nhiên đi, để chị giúp chú mang đồ đạc qua bên đây nhé Chị Hồng lấy một chút đồ đạc của anh qua nhà mình Đức cũng biết là không thể từ chối lời đề nghị của chị Cũng chỉ đành bất lực chấp nhận Hôm bữa trưa Anh Nghĩa chồng chị không có về ăn cơm Còn dặn chị là cứ đi ăn đi Đừng chờ anh ấy Chị nói với anh Nghĩa Chuyện qua nhà chị ở vài ngày không chị Chiều chị về Rồi chị nói với chồng chị Thấy ổng nói chuyện có vẻ cũng đang bận nên là thôi Để dành rồi nói Hàng xóm với nhau Có gì đâu mà chú lo Ăn cơm đi Tay phải của chú không tiện Để chị giúp chú nhé Nói rồi Chị hầm cầm cái muỗng lên Chậm rãi đút ăn ăn từng muỗng một Vì tay không tiện cử động mạnh mẽ Nên Đức không thể chống lại hành động của chị Chỉ có thể để chị giúp mình ăn Mặc dù anh có chút ngại Nhưng trên mặt đã đỏ lên Y như quả cà chua chín mộng chị hồng cũng cảm nhận được sự mắc cỡ của anh cũng chỉ cười cười nhưng động tác không ngừng lại chị tiếp tục đút anh ăn cho đến khi hết sạch thức ăn trong chén lớn rồi mà còn phải bắt chị đút cho em thời gian này đúng là làm phiền chị nhiều rồi ạ đừng có cảm kích làm gì chuyện nên làm thôi mà chú đừng khách sáo chị luôn sẵn lòng giúp đỡ chú mà chị lo xong phần của anh thì cũng tập trung vào bữa ăn của mình cho xong Đức không rời khỏi bàn ăn mà chỉ ngồi lì ở đó. Anh tỉ mỉ ngắm nhìn người phụ nữ đã ngoài 30 kia. Nếu ở dưới quê của anh thì chị cũng được xem là một người rất xinh đẹp. Nước da trắng, nụ cười duyên dáng và giọng điệu dịu dàng khi nói chuyện. Tất cả đều làm anh nhớ tới người con gái ở quê nhà. Được như đang xem chị Hồng là một hình ảnh khác của Hoa. Ở nơi thành phố rộng lớn xa hoa này, anh đã gặp rất nhiều cô gái từ giàu có tới bình dân từ lộng lẫy cho đến bình thường nhưng dường như anh chỉ có thể thích những người có nét giống với hoa mà chị hồng chính là kiểu như vậy mặt chị dính cái gì hay sao mà chú nhìn dữ vậy chú đức chị hồng đã phát hiện anh nhìn chằm chằm mình nhưng mãi không lên tiếng đến khi cố thấy ngại rồi mới giả vờ hỏi dạ à dạ không tại tự nhiên em muốn nhìn chút thuế mà không có gì đâu, chị cứ ăn đi chị Đức ấp úng trả lời Rồi đứng lên rồi khỏi đó Anh bước ra, ngắm nhìn mấy cái, cái cảnh của mình Thầm nghĩ về chị Hồng Cảm thấy người như vậy mà lại bị chồng lạnh nhạt Đúng là hồng nhan bạc phận Nếu có thể chiếm được chị Hồng một lần Thì chắc đó là thành tựu lớn nhất của đời anh rồi Đức không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì Nhưng mỗi lần anh đối mặt với chị Hồng đặc biệt là những lúc cả hai có chút thân thiết thì anh lại kiềm nằm không nổi mà cùng muốn cùng chị làm cái gì đó chị hồng ngồi trong nhà âm thầm nhìn theo bóng dáng của đức đứng ngoài sân thì miệng chợt nở nụ cười chị cũng thầm nghĩ anh đã có chút gì đó với mình chị phải tận dụng được cơ hội này để thỏa mãn cái cảm giác ham muốn của chính mình tối đó chồng chị sau một ngày đi làm vất vả trở về thấy vợ và đức đang ăn cơm với nhau trong nhà trọ thì có chút bất ngờ ủa sau này chú đức qua nhà anh dùng bữa thế này mà tay chú bị cái gì vậy xảy ra chuyện gì à nghĩa rửa tay thật sạch lau khô rồi ngồi vào bàn ăn cùng hai người ở công trường có chút việc hơi xui nên em mới bị thương thôi anh hai tuần là lành rồi không sao mà em kêu chú đức qua nhà mình ở vài hôm đó chú ấy ở trong phòng trọ có một mình mà giờ cái tay còn bị thương Sinh hoạt khó khăn Nên em mới kêu qua đây Có được không anh Anh Nghĩa nghe vợ nói như vậy Cũng thấy có lý liền gật đầu Trong đầu Nghĩa không có suy nghĩ gì nhiều cả Anh chỉ thấy hàng xóm giúp được gì Thì tốt cái đấy Hôm nay người giúp người ta cái này Chắc cũng sẽ có ngày người ta giúp lại mình thôi mà Ừ em nói đúng Chú Đức cứ thoải mái ở cùng với anh chị đi nhá Còn nếu mà phòng trọ hẹp không có chỗ ngủ thì ban đêm chú cứ về phòng chú ngủ đi, cho thuận tiện. Chú ăn cơm đi. Vâng, em cảm ơn anh chị quan tâm. Em cũng may mắn mới thuê phòng gần hai anh chị đấy ạ. Ba người cười cười với nhau dùng bữa tối. Đức cũng làm theo lời của Nghĩa, ban đêm anh sẽ về phòng của mình ngủ. Tối đó Đức có chút chằn chọc khó ngủ. Lúc này anh muốn tìm cơ hội để được ở gần chị Hồng nhiều hơn một chút. Trong bữa cơm lúc nãy, vì có sự có mặt của anh Nghĩa mà Hồng cũng không giúp anh ăn cơm, trong lòng anh liền có chút khó chịu. Không lẽ mình thích chị Hồng thật rồi sao trời? Nhưng mà chị ấy có chồng rồi, cảm giác của mình nói rằng chị ấy cũng đang rất thích mình. Chính anh cảm nhận được chị Hồng là người đã gần gũi với anh trước, mà anh lúc đó chỉ nghĩ đây như tình chị em. Dần dần anh mới có thể hiểu ra, đây không phải là tình chị em bình thường đến bây giờ anh cũng cảm thấy mình ham muốn cái cảm giác đặc biệt từ nơi chị. Sáng hôm sau, bác Hai nghe tin anh bị thương, thì lật đật đi cùng bác gái đến hỏi thăm tình hình của anh. Bác Hai nghe nói con ở công trường vì cứu người mà bị thương hả? Bây giờ con thế nào rồi? Có còn khó chịu gì nữa hay không? Hai người ai nấy đều bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn anh, còn mang theo quà bánh, với giỏ trái cây cho anh tẩm bổ. Dạ bây giờ con không sao nữa rồi Hôm qua đi tới công trường Mà gặp phải chuyện không may Bác sĩ dặn không được cử động mạnh Chắc là con tạm nghỉ một hai tuần Lành hẳn rồi mới đi làm trở lại ạ Cái này là tất nhiên rồi con Bị thương sao mà đi làm được chứ Ở đây có được không vậy Hay là về nhà ở với bác đi Có hai bác chăm sóc con Cũng sẽ yên tâm hơn Một mình con lại còn bị thương Sinh hoạt khó lắm đấy Dạ con cảm ơn hai bác nhưng mà con ở đây là được rồi đối diện phòng con cũng có một đôi vợ chồng rất tốt bụng hôm qua con cũng cùng dùng bữa với họ trong nhà của hai bác cũng chỉ có hai bác mà đều đã có tuổi rồi con không thể làm phiền hai bác được đâu ạ à. con ở đây là được rồi anh cười cười khéo léo từ chối họ nhưng lý do duy nhất tỏng rõ trong lòng anh chính là người phụ nữ đang ngoài ba kia con như vậy có phiền nhà người ta không vậy rồi lỡ mấy người xung quanh Đảm tiếu mấy lời không hay thì thế nào Không có đâu bác ơi Ở đây đều là hàng xóm thân thiết Lên giúp nhau là chuyện bình thường thôi à Không có gì đâu Hai bác đến thăm con là con vui rồi Mà bác đừng có nói chuyện này với mẹ con nha bác Con sợ mẹ con ở nhà Lại lo lắng thì mệt lắm Biết ngay là con không muốn cho mẹ con biết mà Được rồi Hai bác không nói lại với mẹ con đâu Con ở đây tự lo liệu cho bản thân mình đi nhá có cần gì thì cứ gọi cho bác Bác sẽ giúp con Thôi giờ hai bác về trước đó nha Dạ Vâng Con cảm ơn hai bác Con biết rồi Hai bác về thăm thả nhé Trái cây vị bánh này nọ Con cứ tự nhiên ăn đi nhé Thôi hai bác về đây Đức tiễn hai người họ ra về Sau đó đi vào trong nhà của chị Hồng Anh Nghĩa đi làm rồi hả chị Ừ Ông đi nãy giờ rồi Mà hồi nãy hai người kia ghé nhà chú là ai thế Sao đó giờ chị chưa có, thấy vậy À Hai người đó là bác của em Nhờ bác hai mà em mới lên được đây Hồi trước đi làm chưa có nhiều tiền Toàn là ở nhà bác hai Có bác hai, bác gái Nấu ăn cũng ngon nữa Nhà em mang ơn hai người đó nhiều lắm Ồ thì ra là nhờ vào hai người đó Vậy ba mẹ của em ở nhà thì sao Trước giờ Em rất ít khi giới thiệu người nhà của em cho chị đó Ba em mất mấy năm trước rồi ạ Ở nhà em còn mẹ với thằng em trai Giờ nó cũng vừa mới vào đại học trong năm nay Cũng may là nó học tốt Nên mẹ em cũng vui lắm Vậy là được rồi Nhà chị có mình chị thôi Mà năm nay chắc không có về quê thăm ba mẹ được Ông bà ở dưới quê cũng khá giả lắm Đang nôn cháu gần chết đây này Mà mãi không có Sắp chịu không nổi nữa rồi em thấy người già ai cũng như thế ai cũng muốn có con cháu bầu bạn đức ngồi đó tâm sự với chị hồng suốt cả buổi sáng càng nói chuyện anh càng yêu thích con người chị hồng hơn biết được những thứ chị muốn những điều làm chị buồn và cả những nốt chị vui nữa đức rất muốn biết được cảm giác lúc ấy của hai người sẽ như thế nào chị hồng cũng cảm thấy mình đã thích người thanh niên trẻ tuổi đầy sức lực này rồi Chồng chị suốt ngày chỉ kiếm tiền không có ở nhà Ban đêm thì mệt mỏi Từ chối không chịu phối hợp Cuộc sống hôn nhân của chị Cũng dần chán nản lắm rồi Bây giờ chị lại có cảm giác Thu hút từ Đức Chị hy vọng anh sẽ bật đèn xanh đối với mình Đức giúp Hồng làm mấy việc lặt vặt Mà anh làm được ở trong nhà Xong rồi đi dạo một vòng Quanh dãy trọ của họ để hóng mát Bữa trưa thường thì anh Nghĩa Không có nhà ăn cơm đối với đức và chị hồng thì đây cũng là thời gian hai người thoải mái nhất chị hồng chỉ giả vờ ngại ngùng nhưng trong lòng đã tiếp nhận đức từ lâu anh cũng nhận biết được việc này chỉ chậm rãi đón nhận chị một tuần sau đó đức vẫn có cuộc sống bình thường bên nhà của chị hồng và anh nghĩa anh cảm thấy anh nghĩa giống như một tên ngốc vậy có người vợ xinh đẹp và tuyệt vời như vậy lại không biết làm cho vợ vui đàn ông gì mà vô dụng thế trong lòng đức có một vị trí dành cho hoa không thể thay thế nhưng hiện giờ trước mắt anh có một người phụ nữ khác rất tốt đàn ông xa hơi lâu sẽ sinh tật có thể nói đức cũng không ngoại lệ so với những người khác hôm đó cũng giống như thường lệ buổi chiều đức và chị hồng đang cùng nhau ăn cơm trong phòng trọ khả năng hồi phục của đức rất tốt bây giờ tay của anh đã có thể cử động nhẹ nhàng chén cơm cũng đã tự mình cầm được chị hồng nhận được cuộc gọi của chồng mình sau khi tắt máy với anh nghĩa thì gương mặt của chị lộ rõ sự vui vẻ tối nay chồng chị ở lại chỗ làm ngủ một đêm phòng trọ chắc cũng còn dư chỗ ngủ chú chú có muốn ở lại cùng chị một đêm hay không chị hồng ngại ngùng ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh rồi khẽ hỏi Tối nay anh Nghĩa không về sao Vậy cũng được Em cũng lười đi tới đi nuôi Em ngủ lại đây luôn Hai người chỉ nhìn nhau khẽ mỉm cười Có lẽ đêm nay Sẽ là đêm rất đặc biệt Đối với cả Đức và chị Hồng Đúng như lời đã nói Anh Nghĩa không có về Hai người đã nhân cơ hội này Mà làm liều một lần Đức chiếm lấy cơ thể của chị Hồng Như mình hẳn mong muốn mà chị Hồng cũng có được anh thỏa mãn cái thứ cảm giác mà đã rất lâu chị không được nếm qua. Hôm sau anh Nghĩa từ nơi làm việc trở về, chỉ thấy vợ mình một mình nằm trên giường mà say giấc. Anh không suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy chị Hồng vào trong lòng âu yếm. Tất nhiên anh Nghĩa cũng không biết việc gì về tối hôm qua. Đức là người rất cẩn thận, sáng sớm anh đã dậy rồi quay trở lại phòng trọ của mình, đảm bảo rằng chuyện này sẽ không có ai nhìn thấy hết. Em mới dậy rồi đó hả vợ Anh Nghĩa đeo cái tạp dề Đang tất bật nấu ăn cho vợ của mình Ủa Sao nay siêng năng xuống bếp nấu ăn nữa vậy Nấu no rồi không nấu Thì có biết nấu ăn không đó trời ơi Chị Hồng rất bất ngờ Về hành động của chồng mình ngày hôm nay Anh bất ngờ đi vào bếp Cả chị cũng không hiểu được lý do tại sao Em cứ khi dễ chồng em không à Anh nấu cũng sắp xong rồi nè Mà sao nay em dậy trễ vậy Bộ tối qua có gì làm em mệt lắm hả? À, tối qua em ngủ hơi trễ thôi Có bộ phim coi cũng hay Nên coi cho hết luôn Ai ngờ đâu khuya quá Nên hơi mệt, không có gì đâu anh Chị Hồng nhanh chóng viện lý do so, Rồi nói lại với anh Chị đi đến phía chồng mình Xem thử mấy món anh nấu Sau đó liền trầm trồ Ồ, anh vậy mà nấu ăn nhìn cũng ngon nghẻ ghê luôn đấy chứ Nhanh lên, vợ chồng mình cũng ăn thử đi Chị Hồng giúp anh Nghĩa bày biện mấy món thức ăn ra bàn Anh cởi thập dề Rửa tay sạch sẽ Rồi cùng ngồi vào bàn ăn dùng bữa Ủa Chú Đức chưa qua hả em Để anh gọi chú ấy qua ăn chung luôn cho vui Em chờ anh một chút đi Nghĩa sực nhớ tới Đức Liền đứng dậy đi ra bên ngoài Định gọi Đức vào dùng cơm Đức thức dậy chưa vậy em Qua ăn sáng với anh chị luôn nè em ơi Nghĩa gõ nhẹ cửa vào phòng trọ của Đức nhưng bên trong không có ai trả lời, Đức cũng không đi ra mở cửa cho anh. "Thức chưa thế em ơi, Đức ơi, Đức à?" Anh lớn tiếng hơn lúc nãy một chút, không lâu sau, Đức mới bước ra cửa mở cửa cho anh. "Dạ, em mới dậy, hồi nãy đang đánh răng trong phòng không có nghe anh gọi, mắc anh đợi lâu rồi." "Không sao đâu, qua anh sáng với anh chị luôn đi nè. Hôm nay anh đích thân xuống bếp đó, dịp đặc biệt." Ồ, đó giờ em chưa thấy có luôn á. Hôm nay được anh mời qua ăn, đúng là có vinh dự lắm luôn á nha. Tí nhanh lên, không thôi thức ăn nguội bây giờ đây nè. Anh Nghĩa đi trước hối thúc Đức, ba người cùng ăn một bàn ăn vui vẻ dùng bữa. Hôm nay, ánh mắt của Đức đặc biệt hướng về chị Hồng nhiều hơn mọi ngày. Đôi lúc còn cười cười với chị. Kể cả anh Nghĩa của hôm nay, cũng có chút khác biệt. Anh thường xuyên các thức ăn vào chén của chị Hồng, còn quan tâm chị mấy điều nhỏ nhất trong bữa ăn chị hồng cảm thấy hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời mình từ ngày họ cưới nhau về anh nghĩa cuối cùng cũng ra sáng một người chồng mẫu mực chăm lo cho vợ đã vậy chị còn được đức phục vụ tận tình vào tối đêm qua đối với người phụ nữ bị chồng quên lãng bao năm nay đây chính là niềm hạnh phúc khó tả hôm nay anh không đi làm sao hả anh nghĩa không Việc của sáng nay anh đã xin cho buổi tối rồi Cấp trên cũng đồng ý Hôm nay anh muốn dành thời gian cho em nhiều một chút Có muốn đi đâu không Anh đưa em đi chơi Ôi trời ơi Hôm nay xến xúa dữ vậy sao Chú Đức chê cười bây giờ đây nè Lâu rồi Mới thấy anh nghĩa như vậy luôn á Hôm nay em tự nhiên thành kỳ đà luôn rồi Hai anh chị thấy em độc thân Mà còn ở đây thể hiện tình cảm nữa Đúng thật là Anh Nghĩa nghe vậy thì vui vẻ cười lớn <laughs> Vậy thì chú mau mau kiếm cô nào đó đi nha Giờ chú cũng có tiền rồi mà Từ từ rồi cưới người ta về luôn Sinh cho mẹ chú con cháu ấm bồng Nảy nọ với người ta nữa chứ Anh với em còn chưa có con ở đây đó Mai mà mày đặt chỉ dạy người ta Chị Hồng vỗ nhẹ lên vai anh nhắc nhở Anh chỉ cười cười không nói gì nữa Thôi hôm nay hai anh chị Dành thời gian đi chơi một bữa cho vui vẻ đi Em ở nhà không làm phí thời gian của anh chị nữa Đức chỉ vui vẻ cười Mấy lời của Nghĩa vừa rồi làm anh nhớ đến Hoa Anh phải sớm trở về quê Xem cô bây giờ thế nào Còn chị Hồng Có lẽ anh Nghĩa mới mãi mãi là người đồng hành cùng chị ấy Còn Đức Anh chỉ giống như một cơn gió lướt qua chị ấy Khiến chị ấy thoải mái Vì cảm giác mà anh mang lại mà thôi tết năm đó anh đã sắp xếp lại mọi công việc để trở về quê nhà trước khi đi anh cũng có một cuộc nói chuyện riêng với chị hồng chú định về quê đợt tết này thôi hay là về rồi ở đó luôn vậy còn tùy nữa chị ơi nếu như ai đó chưa lấy chồng thì có lẽ em sẽ ở lại đó luôn còn không chắc là sẽ lên để làm việc tiếp ồ thì ra chú cũng có người trong lòng rồi à Vậy mà chị đây vẫn cứ nghĩ Chú chưa dính vào mấy chuyện tình cảm đó nữa chứ Cũng lâu rồi chị Bọn em lớn lên cùng nhau Dần dần lại thích nhau ấy mà Hơn 2 năm nay Bắt cô ấy chở em Chắc cô ấy mệt rồi Hy vọng là cô ấy vẫn chưa có ai hết Câu này hơi ích kỷ nha Con cái nhà người ta chờ em mấy năm Em còn hy vọng người ta ế Đúng là đàn ông con trai Ích kỷ nước cười cười khi nghe chị Hồng nói, đúng là anh ích kỷ mới bắt cô chờ lâu như vậy. Em hơi ích kỷ thiệt, nên là sau này mà may mắn nắm mới cưới được cô ấy, em nhất định sẽ đối tốt với cô ấy tốt. Biết vậy thì tốt rồi, hy vọng là chú cùng cô gái đó sẽ viên mãn hạnh phúc. nhớ đấy nhá, người ta mà chưa có ai thì cứ mạnh mẽ lên nhé chú em. Dạ vâng, bao nhiêu năm qua em là thằng đàn ông nhút nhát đã đủ lắm rồi chị ơi Bây giờ còn không dám giành lại tình yêu Thì em cũng đành ế cả đời luôn Chị và anh Nghĩa Ở đây cũng phải vui vẻ hạnh phúc nha chị Thời gian này Nghĩa đối xử với Hồng rất tốt Cuộc sống của hai vợ chồng cũng thăng hoa không ít Cả hai đều đang phối hợp Để sớm ngày đón nhận tin vui Ừ Chị và anh ấy cũng bây giờ cũng đã tốt lắm rồi Chú đi đường cẩn thận Cũng mong chú tìm được hạnh phúc Cho chính mình đấy nhá Vâng, em cảm ơn chị Được đeo cái ba lô trên lưng Bên tay trái còn cầm một cái túi Chứa tất cả đồ đạc của anh Trong thời gian qua Thân hình cao sáo của một thanh niên trưởng thành Chăm chỉ thật khiến người ta ngưỡng mộ Sau mấy giờ liền ngồi xe trở về Anh cuối cùng cũng đã có thể đặt chân Về mảnh đất quê hương Sau bao nhiêu năm xa cách đức giang rộng đôi tay hít thở thứ không khí thân thuộc mà lâu nay anh không được ghé thăm đức chậm rãi bước trên con đường quê quen thuộc trở về nhà vừa đến nơi anh đã nhìn thấy mẹ mình ngồi trước cửa ăn mấy thứ trái cây mẹ ơi anh vui sướng gọi mẹ mình đôi mắt tràn đầy sự xúc động tiến đến ôm lấy bà mẹ anh nhìn thấy con trai mình trở về cũng vô cùng sung sướng ôm chặt lấy anh không buông Khoảnh khắc mẹ con lâu ngày gặp lại Trông thiêng liêng làm sao Nhân từ nhà sau đi ra Bắt gặp cảnh này Cũng vui vẻ mỉm cười Chờ sau khi mẹ buông anh hai Thì mới tiến lên ôm lấy anh Lâu rồi không gặp Em trai của anh lớn hơn nhiều rồi nè Cao cũng bằng anh luôn rồi Anh hai bây giờ nhìn cũng khỏe khoắn hơn rồi Nhanh đi vào trong nhà ngồi đi anh Cả nhà ba người vui vẻ kéo nhau vào trong nhà trò chuyện sau những tháng ngày xa cách. Không biết nói sao cho hết những chuyện xung quanh, Đức rất hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ mình vẫn còn mạnh khỏe vui vẻ. Em trai đi học đại học đã về mấy hôm, bây giờ cả nhà đã có thể đoàn tụ vui vẻ bên nhau. Theo như lời của mẹ thì cũng có mấy cậu con trai khác đến hỏi cưới Hoa, nhưng cô nhất quyết không chịu ba mẹ của hoa cưng con như cưng trứng con gái không ưng họ cũng không cưỡng ép làm gì nên đến bây giờ cô vẫn còn là con gái chưa chồng anh ở nhà đến buổi chiều thì chạy qua đến tìm cô đức từ xa nhìn thấy người con gái quen thuộc đang giúp cha mẹ tới mấy cây rau ngoài vườn anh nhanh chân chạy đến ôm cô từ phía đằng sau cuối cùng anh cũng có thể thực hiện lời hứa trở về tìm em rồi đây đã đến lúc em thực hiện lời hứa đó với anh chưa vậy? giờ này mới chịu về, có biết người ta chờ anh hơn hai năm nay vất vả như thế nào không đấy? anh lấy gì để bù đắp cho thanh xuân của em đây? anh lấy một cái đám cưới, qua đền cho em có chịu không? anh xin lỗi, anh về hơi trễ, nhưng mà cuối cùng anh vẫn về, vẫn thực hiện lời hứa và vẫn chỉ có một lòng với em thôi. có tủ tiền hỏi cưới em chưa? mà anh gấp gáp thế? mới có về mà đã nhắc mấy lần hứa hẹn rồi đó cưới xin cưới xin suốt ngày anh buông cô xa hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương trong ánh mắt đều thể hiện tất cả sự chân thành mà mình đã dành cho người kia có rồi hơn hai năm qua mỗi tháng anh đều tích góp dành dụm để về hỏi cưới em mà chỉ cần em không chê anh nghèo thì kiểu gì anh cũng lo được cho em ơ ờ, vậy là vẫn còn nghèo hả Nghèo rồi lấy gì mà lo cho tôi bây giờ Mấy năm qua Em chờ anh cực khổ lắm đó Còn có mấy người đến hỏi cưới Mà đều vì anh em từ chối á nha Hoa bĩu môi hờn dỗi nhìn anh Đức liền cười nhẹ nhàng Nựng đôi má dễ thương của cô nàng Anh sẽ không để em cực khổ nữa Sau này Có anh bảo vệ che chở cho em Anh sẽ không cho thằng nào Động vào em nữa hết Phần đời còn lại của em có thể giao phó lại cho anh để anh bảo quản giúp em hay không? Đi thời gian qua, có phải lòng cô nào trên đó không vậy? Không có, anh không có phải lòng ai hết. Nơi này anh nói ra có chút ngượng miệng, nhưng quá khứ lần đó giữa anh và chị Hồng chính là bí mật của cuộc đời anh, dù cho như thế nào cũng sẽ không nói ra. Vậy thì được rồi, sau này em chỉ có anh, anh cũng sẽ chỉ có em. Được cái này em nói chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa này đi đôi trẻ hạnh phúc nắm lấy tay nhau đức rất hạnh phúc vì cuối cùng đã tới lúc anh được đường đường chính chính nắm lấy đôi bàn tay của người con gái anh thương bấy lâu hoa cũng rất mãn nguyện vì hơn hai năm chờ đợi của cô không hề uổng phí anh vẫn giữ nguyên nét tốt tính của năm nào anh cũng chính là chàng trai mà cô tin tưởng nhất trên đời này Tại mảnh đất quê hương, trên con đường quê thân thuộc, đôi trẻ đã tự mình viết nên một hành trang đầy hạnh phúc cho tương lai sau này. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta nghe xong trọn bộ câu chuyện về cuộc đời của một chàng trai trẻ với những trông tranh của cuộc đời. Đã có lúc bản năng ham muốn trỗi dậy, nhưng đã biết dừng lại. Gia đình là tổ ấm duy nhất, đừng vì những thú vui nhất thời mà phá hoại gia đình mình không phải ai cũng biết dừng trước cám dỗ và may mắn như chị Hồng khi không bị chồng phát hiện. Thu Hà hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh truyện bằng cách nhấn đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện sau.